xin chào tất cả mọi người đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam nếu có nhu cầu cập nhật được thường xuyên thì xin mọi người hãy đăng ký kênh công dụng chữa bệnh thần kỳ của hoa dã quỳ hoa dã quỳ không chỉ là loài hoa đẹp tượng trưng cho tình yêu trung thủy mà nó còn có tác dụng chữa các bệnh ngoài da rất tốt hoa dã quỳ loài hoa mang vẻ đẹp khiến nhiều người mê mẩn hoa dã quỳ còn được gọi là cúc quỳ hay hướng dương dại đây là loài hoa này có thân bụi cao hoa dã quỳ nở rộ và đẹp nhất vào buổi sớm mai mùa hoa dã quỷ được gọi là loài hoa báo hiệu mùa đông bởi nó chỉ nở hoa vào khoảng tháng 10 gạch ngang 11, khi miền Bắc sắp bước vào ngày đông lạnh giá. Dã quỷ ở ba vì không nhiều như Đà Lạt, nhưng bông to hơn, màu vàng đậm sắc hơn. Đặc biệt, hoa ở đây có vẻ đẹp riêng, nhất là khi được ngắm hoa trong không gian mờ ảo của mây núi ba vì. Dã quỷ tuy không lớn như hướng dương, nhưng mọc thành bụi nên khi bung nở đã tạo nên một thảm vàng rực rỡ. Hoa dã quỷ đẹp nhất vào buổi sáng, khi cái nắng của mùa đông vừa hừng lên, sương vẫn còn đọng trên lá và những cánh hoa, công dụng chữa bệnh của hoa dã quỳ phần lớn mọi người đều ưa thích vẻ đẹp và sức sống của hoa dã quỳ nhưng ít ai biết đến những công dụng mà loài hoa này mang lại để chữa trị các bệnh ngoài da lá của cây này còn được sử dụng trong một bài thuốc dân gian để chữa bệnh ghẻ bất cứ ao bị mụn nhọt và mẩn ngứa ngoài da nếu biết dùng hoa dã quỳ đúng cách sẽ khỏi bệnh bạn chỉ cần hái lá và ngọn của dã quỳ tươi đem rửa sạch thêm chút muối và nước vào đun sôi dùng nước này ngâm những vị trí bị nổi mẩn ngứa ngâm liên tục hai lần mỗi ngày khi bị ngứa nhiều nếu đỡ rồi thì có thể ngâm một lần trong ngày Trẻ bị ngứa toàn thân thì dùng nước đó để tắm cho trẻ liên tiếp trong 3 đến 7 ngày sẽ có hiệu quả. Hiện nay, dã quỳ được trồng ở rất nhiều nơi trong đó Đà Lạt là tỉnh được mệnh danh là xứ sở của hoa dã quỳ. Ngoài ra, ở miền Bắc, Mộc Châu Sơn La và Ba Vì Hà Nội cũng là những nơi mà giới trẻ đang săn lùng hoa dã quỳ. Không chỉ có Việt Nam và một số nước khác trên thế giới cũng sử dụng hoa dã quỳ chữa bệnh, thời Minh trị ở Nhật Bản hoa được dùng để chống ngộ độc. Mexico dùng hoa để trị các vết thâm ngoài da, gãy xương hoặc bong gân ở trung quốc những người bị bệnh về gan nấm chân tay cũng có thể dùng hoa dã quỳ để chữa bệnh như vậy không chỉ sở hữu vẻ đẹp đầy cuốn hút hoa dã quỳ còn có vô vàn công dụng tuyệt vời dành tặng cho con người hãy chia sẻ ngay nếu bạn thấy